Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, duy trì thanh khoản hệ thống, đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh toán, góp phần ổn định thị trường và phục hồi tăng trưởng trước các tác động khó lường của dịch COVID-19. Hơn 460.000 tỷ đồng được bơm thêm ra nền kinh tế từ đầu năm đến nay. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, duy trì thanh khoản hệ thống, đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh toán góp phần ổn định thị trường và phục hồi tăng trưởng trước các tác động khó lường của dịch COVID-19. Đến ngày 15 tháng 6, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 3,96% so với cuối năm 2020 và tăng 14,27% so với cùng kỳ năm 2020. Trong điều hành tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng. Đến ngày 15 tháng 6, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,1% so với cuối năm 2020, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đã đạt hơn 9,192 triệu tỷ đồng. Ước tính từ đầu năm đến nay, hệ thống tổ chức tín dụng đã bơm thêm 460.000 tỷ đồng tín dụng ra nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 257.602 khách hàng với dư nợ 336.663 tỷ đồng, miễn giảm, hạ lãi suất cho 676.690 khách hàng với dư nợ hơn 1,27 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23 tháng 1 năm 2020 đến nay là hơn 3,5 triệu tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 đã thực hiện gia hạn nợ cho 174.871 khách hàng với dư nợ hơn 4.300 tỷ đồng, cho vay mới đối với hơn 3 triệu khách hàng với tổng số tiền hơn 111.000 tỷ đồng. Hoạt động thanh toán không tiền mặt trong những tháng đầu năm tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2020. Giao dịch qua kênh Internet tăng trưởng tương ứng 65,9% về số lượng và 31,2% về giá trị. Giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng trưởng 86,3% về số lượng và 123,1% về giá trị. Giao dịch qua kênh QR code tăng tương ứng 95,7% về số lượng và 181,5% về giá trị.